Những hiểu lầm về ngành cơ khí hiện nay, nghề cơ khí chế tạo máy có nguy hiểm không? Do môi trường làm việc đặc thù của cái ngành này là tiếp xúc trực tiếp với máy móc công cụ sắt thép, hàn cắt, điện, khí độc hại nên những cái tai nạn nghề nghiệp này sẽ khó tránh khỏi nếu như các bạn không cẩn thận. Cho nên yếu tố tiên quyết cần cho một thợ cơ khí chế tạo là sự cẩn thận, nhạy bén và nhạy bén xử lý tình huống và có tính kỷ luật rất là cao. Nghề cơ khí chế tạo có độc hại không? Còn tùy thuộc vào từng vị trí công việc hiện tại của bạn. Nếu như bạn đang làm vị trí thợ hàn, thợ sơn, thợ gia công, thợ lắp máy, thợ bảo dưỡng, sửa chữa thì việc tiếp xúc với các chất hóa học, khí độc hại hay là môi trường bụi bặm là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên ở các công ty cơ khí hiện nay đều được trang bị các đồ bảo hộ lao động rất là đầy đủ nhằm giúp bạn tránh được các cái tác hại trên. Cùng với đó là các cái chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để bạn có thể yên tâm làm việc. Nghề cơ khí là nghề không có tương lai. Nghề cơ khí là một nghề có tỷ lệ sinh viên ra trường kiếm được việc rất là cao. Hiện nay sinh viên ra trường với mức thu nhập bình quân thì 8 đến 10 triệu đồng so với mặt bằng chung thì với cái cơ hội này nó mang đến cho các bạn là cái cơ hội khởi nghiệp và tự chủ để các bạn có thể mở một cái xưởng cơ khí nhỏ hay là một cái nhà máy có thể là tham gia trong các công đoạn gia công chế tạo lắp ráp phục vụ cho các cái khách hàng rất dễ. Chỉ có người học kém mới theo con đường cơ khí. Quan điểm này là không đúng vì với cái nghề cơ khí này nó yêu cầu sự chính xác rất cao của từng người, đặc biệt là trong các cái chi tiết máy này có yêu cầu rất là cao. Không chỉ mà làm ra được một cái chi tiết máy này mà vấn đề là phải lắp ráp tổng hợp chúng thành một cái thiết bị có thể hoạt động tốt, vận hành trơn tru, phải tính toán được trong cái việc chế tạo, lắp đặt xây dựng một cách chuẩn xác để máy có độ bền cao và có chi phí tối ưu nhất. Nên cái người làm những cái cơ khí này là yêu cầu là phải có cái năng lực tư duy, logic và rất là tỉ mỉ. Triển vọng trong tương lai của người học cơ khí là gì? Với tình hình thực tế hiện nay ở Việt Nam đang trong cái thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ngành công nghiệp cơ khí đang là một trong những ngành mũi nhọn được đầu tư và phát triển. Các bạn nên đón đầu cái xu thế hiện tại, xu thế cách mạng công nghiệp 4.0, xu thế về công nghệ trí tuệ nhân tạo AI áp dụng trong sản xuất thực tiễn để cho ra được những cái thiết bị, những cái dây chuyền phục vụ sản xuất có thể tự động hóa, giảm thiểu sức lao động và nâng cao cái chất lượng sản phẩm đầu ra. Qua đó là các bạn có thể cho mình những cơ hội phát triển rất là lớn trong tương lai.